quý vị, Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VEAM, vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này. Cụ thể, VEAM công bố thông tin về việc ngày 10 tháng 6, doanh nghiệp này nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội liên quan đến quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà là Tổng Giám đốc VEAM để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Hà Nội chưa có thông tin chính thức về sự việc này. Trước đó, giữa năm 2022, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tù hàng loạt lãnh đạo VEAM do sai phạm trong việc vay ngân hàng trái quy định, gây thiệt hại gần 183 tỷ đồng. Hồi tháng 10 năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khởi tố ông Nguyễn Thanh Giang là cựu Tổng Giám đốc VEAM và ông Hồ Mạnh Tuấn là cựu Trưởng phòng Kỹ thuật VEAM để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Công an thành phố Hà Nội cáo buộc trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền, trong đó có ông Hồ Mạnh Tuấn lập các báo cáo tờ trình mua 305 bộ khuôn dập, đến nay không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền hơn 26 tỷ đồng. Sáng 11 tháng 6 năm 2024, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường xây dựng tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đô khu Đà Lạt để chứng kiến chủ đầu tư là công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt thực hiện việc tháo dỡ công trình sai phạm. Tại công trình có hàng chục công nhân cùng một số xe cơ giới chờ sẵn để thực hiện việc phá dỡ tòa nhà. Đại diện công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt trình bày để đảm bảo việc thanh toán chi phí xây dựng cho các nhà thầu, chủ đầu tư đề nghị được lập vi bằng để xác định khối lượng công trình đã xây dựng nhằm tránh khiếu nại, khiếu kiện về sau. Tại buổi họp, ông Hồ Ngọc Nam, Phó phòng Quản lý đô thị Đà Lạt, hoan nghênh công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt đã tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm trong quá trình xây dựng tòa nhà câu lạc bộ Gold. Theo ông Nam, mặc dù chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm, nhưng theo quy định phải lập phương án, giải pháp phá dỡ. Do đó, việc tháo dỡ tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đồi cù chưa thể thực hiện ngay. Chủ đầu tư cam kết sẽ lập phương án, giải pháp để tháo dỡ công trình vi phạm. Trước đó, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt với tổng số tiền phạt 240 triệu đồng về sai phạm của hai khối nhà thuộc tòa nhà câu lạc bộ Gold. Thành phố cho chủ đầu tư thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định đề xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, quá thời hạn, công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt vẫn chưa cung cấp giấy phép xây dựng do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Đến ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ra văn bản gửi công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt thông báo việc buộc tháo dỡ công trình. Sau đó, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký quyết định thu hồi giấy phép xây dựng tầng hầm của khối 1 thuộc tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đồi cù Đà Lạt với diện tích khoảng 2.640 m². Còn thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác định, công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt đã tác động vào xây dựng tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đồi cù trên diện tích đất rừng phòng hộ. Do vậy, diện tích đất này không đủ cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sẽ không được chuyển đổi sang đất ở, thương mại, dịch vụ. Năm nào mà ban chỉ đạo thi cũng đi rất là nhiều của lãnh đạo bộ, của các cái đơn vị cũng có liên quan rất nhiều, mà cũng đã có tiền công và cũng nhắc nhở và hướng dẫn. Tuy nhiên thì năm nào cũng có cái vấn đề đáng tiếc nó xảy ra trong cái quá trình chúng ta tổ chức thi, thì đây là cái đầu tiên mà chúng ta, cho dù chúng ta có chuẩn bị kỹ các máy thông thường, vì chúng ta chỉ cần là sơ sức một chiếu thôi thì nó phải gây ra cái ảnh hưởng rất là lớn. Chiều ngày 10 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông cấp quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024. Cụ thể, đoàn đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác chuẩn bị tại khu vực in sao đề và điểm thi tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1. Qua quan sát thực tế, đại diện cục A06 Bộ Công an đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý về công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật đề thi. Tuy nhiên thì trong quá trình kiểm tra, tôi có thấy một số nguy cơ có thể ảnh hưởng công
đảm bảo an ninh an toàn, đặc biệt là khu vực sau kỳ thi. Chỉ có một số những cái nội dung như thế này. Thứ nhất là hiện nay kể cả phòng thi sau kỳ thi, những cái phòng mà tổ chức bảo quản kỳ thi, đề thi và tổ chức thi cũng rất nhiều những cái các mạng, kể cả các điện thoại, các mạng. Mà theo tôi thì những cái số các đấy các đồng chí trao đổi là không cần thiết. Thì cũng đề nghị các đồng chí phải sớm có cái phương án, một là đưa ra khỏi cái khu vực in sao để thi, bảo quản để thi hoặc là tổ chức thi cho thí sinh. Nếu mà đồng chí không đưa ra được thì các đồng chí phải có phương án là niêm phong lại tất cả những cái đầu các mạng này. Thì đây cũng là cái nguy cơ, nếu mà chúng ta mà không cẩn thận thì cũng sẽ để lộ họ của thông tin này. Cái thứ hai là chỗ điểm như sau để thi, hôm nay tôi còn thấy một số cái thiết bị thu phát sóng, ví dụ như là thu phương tây, ví dụ như là các hệ thống máy photo của các đồng chí, có một số máy photo hiện đại có hệ thống phát wifi, hay là ví dụ như là những cái đầu wifi của camera chúng tôi lo kiểm có rất nhiều. Hoặc là một số những cái máy tính hiện tại các đồng chí cũng có tích hợp với wifi, thì cũng đề nghị các đồng chí phải sớm có phương án vô hiệu hóa wifi này. Cái thứ ba nữa là tại cái điểm tổ chức thi thì hiện nay có một số những cái khu vực chúng ta tiếp giáp với nhà dân xung quanh, chúng ta chưa có cái phương án có cái rèm che. Cái rèm che thì đề nghị các đồng chí cũng sớm có phương án bổ sung. Nếu mà các đồng chí cũng lắp được rèm thì các đồng chí phải lắp hệ thống kính quang để trong có thể ra được bên ngoài, không thể vào được, không tránh cái tình trạng trao đổi ra ngoài kỳ thi chúng ta. Tại buổi làm việc, giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ coi thi, cũng như thí sinh không nên mang điện thoại đến điểm thi, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng xảy ra vấn đề rất lớn. Chúng ta lưu ý đó là về coi thi, đây là khâu quan trọng nhất của địa phương. Còn chịu trách nhiệm coi gì đó là chủ tịch, phó tịch và sở. Tuy nhiên là gì? Là chúng ta vẫn luôn trọng yếu là coi thi của các cái bước, đặc biệt đó là truyền thông cho giáo viên và học sinh đến từ nhà. Có những thi mà là tổ dân phố, tôi nói nhiều tỉnh nào làm nó tốt và thành phố làm nó tốt rồi, đến tổ dân phố cũng đầy vào cuộc. Và lưu ý các em đi thì không nên mang điện thoại gì, giáo viên thế, giáo viên mình qua đó quen chứ không phải học sinh đâu. Mà cuối cùng là cả giáo viên và học sinh đều là đi mặt thì nó tiếp. Mà cái này thì A03 và bộ A họ luôn luôn nhắc mình nhớ, và đã bị vi phạm có nghĩa là qua cái vi phạm đó là lỗi mà nhà nước, mà lỗi nhà nước thì phải xử lý theo trạng là phải đi rồi. Đó là rất là tội cho các em. Các em bị đơn giản cái cá gia đình thì đây là câu mà năm nào chúng ta làm cố gắng là có ngồi cái việc đề thi trách nhiệm bộ rồi thì không mà coi thi đặc biệt là công nghệ. Và tí nữa các anh bên A06 thì nhấn mạnh thêm về cái công nghệ đa dạng lắm, cho nên chúng ta làm thế nào đó để chấn chỉnh từ xa, phòng xa là chính. Chứ còn chúng ta không thể nói là thầy cô bắt thầy cô phải tuyệt đối là kiểm tra được hết được, rất khó. Mà do ý thức là gì? Mà ý thức là do truyền thông, mà truyền thông thì tốt nhất là giai đoạn này khi các em nghỉ ngơi bắt đầu vào thi. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những lưu ý của đoàn công tác đã nêu và đề nghị các sở ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 90.062 thí sinh dự thi tại 162 điểm thi với 3.805 phòng thi. Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Trước kỳ thi khoảng một tuần, sở sẽ có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo công tác phối hợp an toàn, thông suốt.